Ngày hôm nay thì các bạn thấy là thị trường chứng khoán lại toàn một màu đỏ. Không những là thị trường chứng khoán, chúng ta nhìn vào thị trường Bitcoin hôm nay xuống chỉ còn có 7.683 và các crypto khác cũng đã theo xu hướng của Bitcoin. Nhìn vào các chỉ số của thị trường chứng khoán ngày hôm nay thì các bạn thấy là chỉ số Dow Jones đã đi xuống 5,86%, chỉ số S&P 500 đi xuống 4,89% và chỉ số Nasdaq đã đi xuống 4,7% và đương nhiên đây là cái sự xuống giá sau khi mà đã xuống mạnh ngày hôm qua và một ngày trước đó và nếu như mà các bạn nhìn vào thị trường chứng khoán của châu Á thì cũng không có khá hơn chúng ta thấy được là thời điểm hiện tại thì chứng khoán châu Á đang hoạt động thì chỉ số Nikkei của Nhật Bản xuống 5,17% chỉ số Shanghai của Thượng Hải đi xuống 1,32% và chỉ số Hang Seng Hồng Kông đi xuống 3,57% và khi mà các bạn nhìn vào chứng khoán của Hoa Kỳ thì ngày hôm nay sau khi kết thúc thì những tin tức xấu lại tiếp tục được đưa ra và các bạn thấy là khi chúng ta nhìn vào thị trường futures, có nghĩa là thị trường hợp đồng tương lai thì hợp đồng tương lai của Dow hiện tại là xuống 4,69%, của S&P xuống 4,42% và của Nasdaq xuống 4,58%, có nghĩa là nếu như tiếp tục thì ngày mai khi mà thị trường chứng khoán mở cửa thì sẽ tiếp tục lại là một màu đỏ, tiếp tục đi xuống. Tại sao? thì những tin tức mới nhất được đưa ra sau khi mà thị trường đóng cửa đó chính là cái sự thất vọng của thị trường tài chính sau khi mà nghe lời phát biểu của tổng thống donald trump các bạn cũng đã biết là trong vòng một tuần qua thì có ngày thị trường đi lên có ngày thị trường đi xuống nhưng mà phần lớn là đi xuống và thị trường chúng ta nói tới đây đó chính là thị trường chứng khoán và có rất nhiều nhà đầu tư đang trông chờ những cái lời phát biểu của tổng thống donald trump có thể giải quyết được cái vấn đề liên quan tới tài chính hiện tại liên quan tới nền kinh tế hiện tại nhưng mà sau khi mà tổng thống donald trump đưa ra lời phát biểu thì lời phát biểu này chủ yếu là nói tới cái việc là nước Hoa Kỳ sẽ tạm thời ngưng cho những người mà từ châu Âu nhập cảnh trong vòng 30 ngày tới đây và không có đưa thêm những cái chi tiết liên quan tới là làm sao để mà giải quyết cái vấn đề về cái nền kinh tế hiện tại bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Cho nên sau khi mà không có tin tức rõ ràng được đưa ra của Tổng thống Donald Trump cũng như là chính phủ Hoa Kỳ về việc làm sao để mà chống lại dịch bệnh, làm sao để mà cứu vãn tình hình kinh tế thì các bạn thấy là các trader lại bắt đầu xả hàng dẫn tới việc là hợp đồng tương lai của Dow, S&P và Nasdaq lại đi xuống và cũng ngày hôm nay chúng ta nhận được tin tức liên quan tới Bank of England, ngân hàng của nước Anh. Thì ngân hàng trung ương của nước Anh đã ra quyết định là cắt lãi suất và các bạn thấy được là lãi suất đã được cắt từ 0,75% chỉ còn có 0,25% Có nghĩa là cắt 0,5% và đây là cái đợt cắt khẩn cấp đầu tiên Từ khi mà suy thoái tài chính năm 2008 xảy ra Và trong vòng mấy ngày qua thì thường nhận được rất nhiều những câu hỏi của các bạn Liên quan tới có phải là chúng ta đang bước vào một thời kỳ suy thoái tài chính kế tiếp hay không Đang bước vào một thời kỳ khủng hoảng tài chính kế tiếp hay là không Và đây chính là điều mà chúng ta sẽ nói tới trong video ngày hôm nay nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là những cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Trở lại với đề tài liên quan tới khủng hoảng tài chính thì khi mà nói tới khủng hoảng tài chính thì tiếng Anh có hai chữ, một là recession, hai là depression. Và tôi nghĩ chúng ta có thể giải thích nôm na ở đây là khi mà chúng ta nói tới recession là suy thoái tài chính thì suy thoái tài chính sẽ dựa vào năm yếu tố yếu tố đầu tiên đó chính là liên quan tới sản lượng trong nước hay còn gọi là tổng sản phẩm quốc nội yếu tố thứ nhì đó chính là liên quan tới thu nhập thứ ba là công an việc làm thứ tư là sản xuất và thứ năm đó chính là những cái công ty bán hàng thì sự thật là không có định nghĩa chính thức liên quan tới suy thái tài chính hay là khủng hoảng tài chính nhưng mà một định nghĩa mà nhiều người cho là phù hợp đó chính là định nghĩa là nếu như chúng ta nói tới recession suy thái tài chính thì là lúc mà tổng sản lượng quốc nội giảm liên tục hai cái quý có nghĩa là giảm liên tục 6 tháng thì lúc đó mọi người mới cho đây mới chính là cái suy thái tài chính và chúng ta sẽ nhìn vào những cái yếu tố này để các bạn có thể thấy được là hiện bây giờ chúng ta đã thật sự bước vào suy thái tài chính hay là chưa một điều mà các bạn cần nên biết ở đây là khi mà chúng ta nói tới GDP hay là tổng sản lượng quốc nội thì nhiều người cho là khi mà tổng sản lượng quốc nội giảm liên tục 6 tháng, giảm liên tục hai cái quý thì lúc đó đã quá trễ. Cho nên nhiều người cho là khi mà chúng ta dựa vào năm yếu tố này để biết được là chúng ta có phải là đang nằm trong cái tình hình suy thoái tài chính hay là không thì đã quá trễ. Nhưng mà thực muốn cho các bạn thấy được là tình hình hiện tại là chúng ta đang nằm ở giai đoạn nào và những yếu tố nào có thể dẫn tới suy thoái tài chính. Còn khi mà chúng ta nói tới depression hay là thường có thể gọi đây là khủng hoảng tài chính thì khi chúng ta nói tới khủng hoảng tài chính thì cũng tương tự như là recession, chúng ta không có cái định nghĩa chính thức nhưng mà định nghĩa mà nhiều người cho là phù hợp đó chính là nếu như mà các bạn nằm trong cái thời điểm mà suy thoái tài chính liên tục 3 năm hay là hơn 3 năm thì nhiều người coi đó chính là khủng hoảng tài chính và cái tổng sản lượng quốc nội phải giảm ít nhất là 10% thì chúng ta hãy nhìn vào những cái yếu tố này từng yếu tố một để coi coi là hiện bây giờ chúng ta đang nằm ở trong giai đoạn nào. Yếu tố đầu tiên chúng ta sẽ nói tới đó chính là tổng sản lượng quốc nội. Nói một cách đơn giản khi chúng ta nói tới tổng sản lượng quốc nội là chúng ta tính hết tất cả những sản phẩm được sản xuất trong nước. Thì các bạn thấy được là đây là tài liệu được chia sẻ bởi Trading Economics một trang web mà chuyên về xem xét và thống kê những tài liệu liên quan tới tài chính của Hoa Kỳ, liên quan tới kinh tế của Hoa Kỳ. Thì các bạn thấy được là trong vòng 3 năm qua, từ năm 2017 cho tới ngày hôm nay, thì các bạn thấy được là tháng nào GDP, tổng sản lượng quốc nội cũng tăng lên. Cho nên cho đến thời điểm hiện tại, tài liệu mới nhất vào tháng 1 năm 2020 vẫn cho thấy được là chúng ta chưa có một tháng nào trong vòng 3 năm qua mà cái GDP tổng sản lượng bước nội không có cái sự tăng trưởng, chúng ta không có bất cứ một cái tháng nào mà có điểm âm ở trên cái biểu đồ hiện tại. Điều thứ nhì chúng ta sẽ nói tới đó chính là liên quan tới thu nhập. Thì các bạn thấy được là thu nhập chúng ta chỉ có tài liệu tới năm 2018 tại vì năm 2019 thì vẫn chưa thống kê xong. Thì khi mà chúng ta nói tới thu nhập thì các bạn thấy được là thu nhập của người dân Hoa Kỳ vẫn tăng lên từ năm 1986 cho tới hôm nay, không có cái dấu hiệu đi xuống. Yếu tố thứ ba chúng ta nói tới đó chính là liên quan đến thất nghiệp. Thì các bạn thấy được là thất nghiệp ở Hoa Kỳ vẫn còn rất thấp. Đây là tài liệu được chia sẻ từ năm 2019 cho đến tài liệu mới nhất ngày hôm nay, có nghĩa là tài liệu tháng 1 năm 2020. Cái con số các bạn nhìn thấy trên màn hình đó chính là phần trăm thất nghiệp. Và từ năm 2019 cho tới bây giờ thì phần trăm thất nghiệp vẫn xoay quanh cái mức là 3,5, 3,6, có nghĩa là cực kỳ thấp so với trước đây. 3,5, 3,6 Tôi nghĩ là 100 người muốn làm việc thì 96 người, 97 người đã có việc làm. Và thậm chí là công ty thường đang làm muốn mướn người thì muốn mướn được một người tốt với cái giá hợp lý cũng là một điều rất khó khăn. Tại vì hầu như là ai cũng đang có việc làm cho nên muốn tuyển nhân viên là một điều khó khăn. Và hai cái yếu tố cuối cùng đó chính là liên quan tới sản xuất và thu nhập bán hàng. Thì khi mà nói tới sản xuất thì các bạn cũng có thể thấy được là chúng ta không cần phải nhìn những tài liệu trước đây. Tại vì hiện bây giờ trong tình hình dịch bệnh này cái số lượng sản xuất đã giảm đi rất nhiều các bạn thấy là chúng ta nhận được hầu hết những cái tin tức liên quan tới là những cái công xưởng phải đóng cửa liên quan đến dịch bệnh hay là những công xưởng phải giảm cái hiệu suất của mình hay là không sản xuất tại vì khi mà sản xuất xong cho dù là họ không nằm trong cái vùng mà bị cách ly dịch bệnh họ cũng không có cách để mà xuất nhập khẩu ra nước ngoài cho nên thường hoàn toàn tin tưởng là trong quý 1 năm 2020 chúng ta sẽ có cái tài liệu xấu được đưa ra về sản lượng của năm 2020 và kế đó đó chính là retail sales hay là thu nhập từ bán hàng thì tôi cũng hoàn toàn tin tưởng là trong cái quý 1 năm 2020 này Chúng ta sẽ có những tin tức rất xấu được đưa ra Từ những công ty bán hàng Và một dẫn chứng đó chính là giá của cổ phiếu các bạn thấy được là giá cổ phiếu Là phản ảnh các nhà đầu tư Nghĩ sao về tương lai của công ty Nghĩ sao về thu nhập tương lai của công ty Thì các bạn thấy được là Thị trường hiện bây giờ hoàn toàn tin tưởng là thu nhập của quý 1 năm 2020 sẽ rất tệ. Và những công ty chúng ta nói tới đó chính là những công ty kinh doanh chợ, kinh doanh mall. Ở trong cái thời kỳ mà nhiều người muốn ở nhà để mà tránh dịch bệnh, tránh đi chỗ đông người thì những nơi mua sắm là một trong những nơi mà chịu ảnh hưởng rất lớn về mặt thu nhập nhưng mà cũng không bị ảnh hưởng lớn như là những công ty mà chuyên về du lịch như chúng ta nói tới cái hãng hàng không hay là các công ty mà kinh doanh những khu vui chơi hay là những khách sạn thì dựa vào những gì mà các bạn thấy được ở ngay cái lúc bây giờ, Thì nghĩa là chúng ta đang đứng ở trong cái vùng rất nguy hiểm, khả năng rất cao là sẽ chuyển qua cái vùng gọi là recession, có nghĩa là chúng ta sẽ thực sự bước vào thời kỳ suy thoái, sẽ chấm dứt cái sự phát triển của nền kinh tế Hoa Kỳ trong vòng 11 năm qua. Các bạn biết là sau khi mà có cái sự suy thoái tài chính năm 2008, năm 2009 thì sau đó thị trường chứng khoán và nền kinh tế Hoa Kỳ đã tăng lên liên tục cho tới cái thời điểm bây giờ có nghĩa là tăng lên 11 năm coi như là cái thời kỳ tăng trưởng dài nhất. Những thời kỳ tăng trưởng trước đó thì chu kỳ ngắn hơn. Tại vì bây giờ các bạn thấy tuy là chúng ta nói tới là tổng sản lượng quốc nội hay là chúng ta nói tới thu nhập hay là thất nghiệp thì bây giờ thu nhập và thất nghiệp vẫn chưa có bị ảnh hưởng. Những gì mà các bạn thấy được trong vòng 2-3 tuần qua là cái sự xuống giá của cổ phiếu ở trên những cái sàn giao dịch. Nhưng mà cái sự ảnh hưởng thực sự liên quan tới những cái công ty, những cửa hàng ở Hoa Kỳ thì cái sự ảnh hưởng đó vẫn chưa thực sự là lớn. Các bạn thấy là phần lớn mọi người thì vẫn hoạt động bình thường, vẫn đi làm bình thường, những công ty cũng không có sa thải người. Ngoại trừ là các bạn làm việc cho những công ty trong những ngành mà ảnh hưởng nặng như là liên quan tới ngành du lịch. Chứ nếu như các bạn chỉ là một người dân đi làm bình thường, thật sự là sự ảnh hưởng các bạn vẫn chưa có thấy được ảnh hưởng đó lớn như thế nào. Đương nhiên, bây giờ thì càng ngày sự ảnh hưởng lại càng lớn. Càng ngày lại càng có nhiều người không muốn đi ra ngoài, không muốn tiếp xúc với người khác. Nhất là không muốn đi chỗ đông người. Cho nên trong thời gian khoảng chừng là 2 tuần qua, thì những cái cửa hàng mua sắm thực sự là đã bắt đầu thấy cái sự ảnh hưởng về mặt thu nhập rất lớn. Cho nên nếu như mà cứ tiếp tục Tuy là bây giờ chúng ta vẫn chưa có thực sự rõ ràng là đã bước vào cái thời kỳ suy thoái tài chính. Nhưng mà nếu như mà cứ tiếp tục mà không có cái cách hiệu quả để mà kích thích nền kinh tế thì chúng ta sẽ dễ dàng chuyển qua thành suy thoái tài chính. Tại vì nếu như mà cứ tiếp tục thì những công ty mà bây giờ chưa sa thải người, họ sẽ sa thải người nếu như mà không có người đi mua sắm, họ không có thu nhập hay là họ sẽ tìm cách để mà cắt lương nhân viên để có thể là duy trì hoạt động. Cho nên các bạn thấy là đây là một tình trạng mà vẫn đang diễn biến nếu như cứ tiếp tục thì chúng ta sẽ bước vào siêu thái tài chính cái điều quan trọng ở đây là những cái biện pháp mà được đưa ra cho đến thời điểm hiện tại từ các ngân hàng của quốc gia thực sự là không có cái sự ảnh hưởng để mà kích thích nền kinh tế như là các bạn thấy được là hôm nay Bank of England ngân hàng của nước Anh đưa ra cái quyết định là cắt lãi suất nhưng mà cũng không có cái sự ảnh hưởng đối với lại cái niềm tin của các trader của các nhà đầu tư vào thị trường tại vì sao tôi nghĩ là thời điểm bây giờ cắt lãi suất thực sự không phải là một cái biện pháp tốt vì lý do là khi cắt lãi suất thì người dân có thể là mượn tiền người dân có thể là kinh doanh họ mượn tiền để mà mua nhà họ mượn tiền để mà tiêu thụ hàng hóa cho nên sẽ kích thích nền kinh tế nhưng mà cái vấn đề ở đây là người dân không phải là không có tiền mà người dân chỉ đơn giản là không muốn ra ngoài để mà mua sắm họ không muốn đi đến những chỗ mà đông người cho nên các bạn có cắt lãi suất cũng không để khuyến khích người dân ra ngoài để mà mua sắm và thậm chí khi mà chúng ta nói tới cái việc trong video ngày hôm qua mà tổng thống trong muốn giảm cái thuế thu nhập điều đó là nghĩ là cũng không có cái tác dụng mạnh tại vì giảm thuế thu nhập thì người dân có thêm tiền trong túi nhưng mà nếu như họ vẫn không có muốn ra ngoài để mà mua sắm thì cũng không khuyến thích được thị trường cho nên phải có những biện pháp khác và có một bài viết được đưa ra bởi Market Insider chia sẻ là bốn cái bước mà chính phủ có thể làm để mà cứu giãn tình hình để chúng ta không thực sự là bước vào một thời kỳ suy thoái tài chính kế tiếp. Bốn việc này, việc đầu tiên họ nói tới đó chính là chính phủ phải có cái biện pháp để làm người dân đỡ lo hơn khi mà họ bị cách ly. Tại vì cũng như là video thường nói tới ngày hôm qua Đối với một người mà làm lương tháng, một người mà có thể làm việc sử dụng máy vi tính ở nhà mà không cần phải vô công ty Thì khi mà họ bị cách ly, khi mà họ không thể ra đường đi làm được Họ vẫn có thể được trả lương, tại vì họ có thể làm ở nhà Nhưng mà đối với những người mà làm những công việc tay chân hay là họ không thể làm ở nhà được Họ làm việc tính theo giờ, mà nếu như mà họ phải ở nhà không ra đường được hay là họ bị cách ly Thì cái sự thất thoát về mặt thu nhập sẽ rất lớn, cho nên các chính phủ phải có cách để mà khiến người dân an tâm hơn là lỡ như mà có vấn đề gì thì chính phủ sẽ lo tiền lương cho họ để cho họ không có lo lắng khi mà bị cách ly. Và những người nào mà nghi ngờ bị bệnh thì họ cũng không phải lo lắng về việc phải đi làm. Nếu không có đi làm, không có tiền, họ có thể là an tâm hơn khi mà ở nhà để mà tự cách ly mình nếu như mà họ có những trường hợp nghi ngờ. Điều thứ nhì chúng ta mới nói tới đó chính là giảm cái thuế thu nhập. Thực cảm thấy điều này cũng không có sức ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, cái số tiền mà người dân có thể là tiết kiệm được trong thời gian này vì không đi mua sắm nếu như mà có cách để mà đẩy lùi được dịch bệnh thì cái số tiền đó vẫn có thể được dùng để mà kích thích nền kinh tế sau này điều thứ ba được nói đến đó chính là liên quan tới hỗ trợ tài chính cho những cái công ty mà bị ảnh hưởng nặng và đặc biệt là những công ty liên quan tới ngành du lịch như là những công ty hàng không hay là những công ty mà kinh doanh khách sạn và các khu vui chơi như là các bạn thấy là thường sống ở cali một nơi mà có rất nhiều cái khu vui chơi mà thu hút rất nhiều người trên thế giới như là chúng ta nói tới disneyland chúng ta nói tới hollywood dịch bệnh này các bạn có thể thấy được là làm ảnh hưởng tới cái ngành du lịch như thế nào và đương nhiên các quốc gia đều có những cái điểm du lịch rất là nóng và nhiều quốc gia sống chỉ nhờ du lịch ngay cả hoa kỳ cũng vậy các bạn thấy là những cái tiểu bang như là tiểu bang nevada thì sống là nhờ du lịch người dân đến las vegas để mà tiêu tiền thì chính phủ địa phương mới có thể thu thuế được bây giờ không có người đi du lịch thì làm sao mà chính phủ hoạt động được? Làm sao mà những công ty mà chuyên về du lịch có thể sống sót được qua khỏi mùa dịch này nếu như mà họ không có thu nhập? Cho nên đây là một điều thường cảm thấy rất cần thiết là chính phủ phải có cách để mà hỗ trợ tài chính cho những công ty liên quan đến ngành du lịch để họ có vốn cầm cự qua khỏi cái mùa dịch bệnh này. Tại vì dịch bệnh sẽ qua, nhưng mà khi nào sẽ qua, khi nào có thuốc, đó mới chính là một câu hỏi nó không mà trả lời được. Cái công ty này có cầm cự được tới ngày đó hay là không? Kế tiếp, và điều cuối cùng đó chính là cho những công ty nhỏ mượn tiền và đây thì cũng tương tự như là điều thứ ba chúng ta mới vừa nói tới điều thứ ba mà cái bài viết này nói tới là có những cái biện pháp để mà hỗ trợ kinh tế có nghĩa là cho tiền cho những công ty liên quan tới du lịch để mà sống sót qua khỏi dịch bệnh tại vì họ bị ảnh hưởng rất lớn nhưng mà ngoại trừ những công ty du lịch ra các bạn thấy là những cái công ty mà có nguy cơ phá sản nhất trong thời điểm này đó chính là những công ty nhỏ không có cái nguồn tiền lưu động để mà dùng để mà trả mặt bằng trả nhân viên trong thời điểm này chính phủ là phải có những cái chương trình để mà cho những công ty này vay với giá thấp hay là cho những công ty này vay mượn trong khoảng thời gian dài mà không cần phải trả lãi tại vì nếu như mà chính phủ không làm như vậy những công ty nhỏ này mà bị phá sản thì những người dân đó đi đâu để mà kiếm việc Thường biết là gần đây chúng ta có khá nhiều video nói riêng về tình hình tài chính, tình hình kinh tế. Tại thường nghĩ đây là một cái thời điểm mà các bạn cần phải quan tâm tới tình hình kinh tế nhiều hơn. Tại vì sẽ có cái sự ảnh hưởng đối với thị trường crypto. Thì các bạn nhìn vào thị trường Bitcoin thì có nhiều người nói là thị trường Bitcoin bây giờ là đi cùng một nhịp với là chứng khoán. Nhưng mà thường cảm thấy là điều này không hoàn toàn đúng. Chúng ta cũng đã từng nói tới rất nhiều lần. Giả sử như các bạn nhìn vào chỉ số Dow Jones thì nếu các bạn chỉ nhìn vào thời gian ngắn hạn như là một tháng qua thì các bạn thấy là chỉ số Dow Jones là xu hướng đi xuống mà khi mà các bạn nhìn vào Bitcoin thì các bạn thấy là trong vòng một tháng qua xu hướng cũng đi xuống nhưng mà các bạn nhìn vào thời điểm xa hơn như là các bạn thấy là trong vòng một năm qua từ năm 2019 cho tới bây giờ đi thu hoạch chết cái biểu đồ này lại thì các bạn thấy được là từ năm 2019 cho tới bây giờ đây chính là cái biểu đồ của Bitcoin khi mà các bạn so sánh với lại chỉ số Dow Jones của Hoa Kỳ thì trên một năm qua thì các bạn thấy được là trong thời gian dài hơn thì hai cái biểu đồ này nhìn rất là khác và đã có rất nhiều những cái công ty đưa ra những cái bài nghiên cứu rất kỹ là cho đến ngày hôm nay cái sự tương quan giữa thị trường Bitcoin và thị trường vàng cũng như là thị trường chứng khoán là hầu như là không có. Và chúng ta cũng hy vọng là Bitcoin tiếp tục có được cái tính độc lập này mà không đi theo một cái thị trường khác. Nhìn vào những thị trường khác hôm nay các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào thị trường vàng thì ngay cả vàng ngày hôm nay cũng đã xuống 0,34%. Trong cái thời kỳ này, mọi người đều đang khá hỗn loạn ở trên các sàn giao dịch. Cho nên mọi người đều dùng suy nghĩ của mình để tính coi là cái giá cả của tất cả các vật từ chứng khoán cho đến vàng cho đến bitcoin là giá bao nhiêu mới hợp lý. Cho nên cho đến khi mà thị trường ổn định lại một chút, chúng ta sẽ không có nơi trú ẩn an toàn. Và đây là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được giá trị trong video này và nếu như bạn là một trader mà bạn thích trade margin Các bạn có đã biết là chơi margin các bạn có thể là long đánh lên hay là short đánh xuống thị trường lên hay là xuống các bạn đều có thể kiếm được tiền thì các bạn có thể tham gia sàn Nepx, tham gia thông qua link của Thunder Capital ở phía dưới video này. Các bạn có thể điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tín hiệu trade miễn phí. Chơi margin có nguy hiểm cao cho nên không dành cho những bạn mới, chỉ thích hợp cho những ai nào mà có kinh nghiệm trading. Và nếu các bạn muốn trade all coin thì các bạn có thể sử dụng sàn Binance Tham gia sàn Binance thông qua link của Thuận Capital phía dưới, các bạn có thể được giảm 10% phí giao dịch. Sau khi giao dịch thì sàn sẽ trả lại 10% này vào chương mục của các bạn. Và ngoài trên các video, các bạn có thể tìm thấy các bài viết được chia sẻ ở trên Thuận capital com Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.